Rồi, anh nói đấy. Xin chào mọi người đến với kênh Sơn Côn Nghĩa Lộ. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi xem hậu trường của Múa Xòe. Múa Xòe là hội xòe rất lớn của thị xã Nghĩa Lộ. Tới đây là số người múa xòe tham gia sẽ ghi vào sách kỷ lục của Guinness. Và để hưởng ứng cái phong trào này, người dân Nghĩa Lộ tham gia rất là đông vui, đủ mọi tầng lớp của xã hội, từ những người làm đầu, các cô ở văn phòng các thứ tham gia múa xòe. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi xem tập mà họ tập như nào nhá. Mọi người theo chân tôi. Đấy, mọi người xem, riêng lượng xe gửi đã đông này rồi. Đấy. Cún đi đây, cún ơi. Đây, hội xòe sẽ diễn ra ở sân vận động Nghĩa Lộ. Mọi người theo chân tôi nhé. Chào anh. Vào chưa? Quay trên hay được quay dưới? Đi xem nào đã. Hả? Không biết. Quay ở trên đi. Đây là tất cả mọi người đang tập. Đấy, anh cầm cho anh giới thiệu cho dễ. Ừ. Hội xòe hôm nay, năm nay là số người tham gia xòe là vào, đạt vào sách kỷ lục của Guinness. Riêng những người xem tập và mọi người đông này. Mọi người múa rất đông. Những người tham gia tập này là người trẻ nông dân làm đồng, từ những người nông dân làm đồng rồi đến các cô làm ở văn phòng các thứ, và đều không có lương, có công gì cả, mà chỉ là vì ngày hội của Nghĩa Lộ. Rất đông nhiều người tập.
buổi tập duyệt. Rồi tắt nhạc. Xin nhạc. Nào đi, nó trong di chuyển thành hai hình tròn. Hai vòng tròn để ta bắt tình đi vào hình vòng hút. Đề nghị các trợ lý, các khối chúng ta xếp hàng bên ngoài, còn các trợ lý tập trung vào bên trong. Hôm nay là buổi tập duyệt, mời các bạn xem chuẩn bị cho lễ hội 24 ngày 24 tháng 9 tới. Tính đến hôm nay là còn có 8 ngày nữa. Mọi người tập duyệt và những người tham gia tập này là từ cô cắt tóc gội đầu này, làm ruộng nông thôn này, rồi các cô ở văn phòng trưởng phó các phòng ban này, và tất cả là đều không có tiền nhá. Mọi người tham gia này là đều vì văn hóa của bản sắc tộc của bản Mường thôi. Không sao. Đấy. Bây giờ họ đang tạm nghỉ, nếu mà khi mà nhạc nổi lên cái là mọi người sẽ kết nối đâu vào đấy. Đấy, mọi người xem là mọi người dân Nghĩa Lộ hưởng ứng về cái phong trào bản sắc dân tộc rất là cao. Chưa đâu ấy. Dạ? Chưa đâu ấy. Vẫn ở đây thôi. Em ở đây mà. Anh vào kênh YouTube của em xem đi. Đánh chữ YouTube Sơn Côn Nghĩa Lộ ấy. Em đánh cứ là em phát mà. Vâng. Tập nhưng mà tất cả đều theo cái hiệu lệnh của loa hết đấy chứ nhỉ. Đội hình thổ cẩm đã đi xong rồi ạ. Các trợ lý đi quý ạ, xong hết rồi đã. Bây giờ di chuyển đội hình thành hồng phong phút rồi. Đây các bạn xem, mặc dù là tập duyệt thôi nhưng mà khán giả rất đông nhá. Ở bên trong ấy, xin quay thành hai tròn đi, hai vòng tròn đi, không cho ta cắt. Vòng trong đi từ phía khán đài A vào, vòng ngoài cắt đi từ phía sân khấu vào. Khán giả rất đông nhá. Đang ấy giờ giải lao nên là các chị em đang nghỉ ở giữa rất là đông. Đây tất cả những người nhân viên này, những người này đang tham gia hội xòe này, các chị em rất là nhiệt tình, mỗi đêm là múa rất đông để đảm bảo cho ngày hội của thị xã Nghĩa Lộ. Đấy, dưới là những người tham gia xòe nhá, còn đây là trên này là khán giả này. Khán giả rất đông rồi.
giả rất đông rồi. Đấy. Mặc dù là tham gia tập thôi nhưng mà khán giả xem rất đông các bạn nhá. Rồi, đấy. Em ở tận đâu về xem đấy? Dạ. Em ở tận đâu về xem đấy? Em ở Ocean Hai. Ocean Hai à? Dưới này à? Ừ. Rất là đông khán giả xem, mặc dù là ngày múa tập thôi nhưng mà khán giả đến đông vui lắm. Đấy. Mặc dù là múa tập thôi nhưng mà khán giả rất là đông nhá. Khán giả đông vui chen chúc nhau. Rất là đông vui. Toàn phụ nữ xinh đẹp. Rồi. Đấy, mọi người tập đang tập rất đều đặn. Xin nói lại với các bạn một lần nữa là từ các cô nông thôn cấy lúa nhá, đến các cô làm đầu rồi thẩm mỹ viện, rồi đến các công chức ở các cơ quan đoàn thể, không được ai trả một đồng lương nào cả, nhưng rất miệt mài vì ngày lễ hội của quê hương mình, rất là sôi nổi nha. Đấy. Mọi người rất là đấy. Đấy, các cô gái rất là đẹp này. Trên đây là khán giả nhá. Ai ăn mặc rất là đẹp như mà là một ngày hội lớn luôn. Rồi. Rất là đẹp. Em quay YouTube tí. Là vì được bạn gái và bỏ mẹ. Vì ngày hội lớn của thị xã tham gia đều tất cả là không có tiền nhưng mà ai cũng tham gia rất là đầy đủ đông vui. Chị nói đi. Hả?
Đấy, khán giả vào sân xem tập vẫn rất đông nhá. Đấy. Đấy, các cháu này. Đấy. Đấy. Đây, các chị em gái rất xinh nhá, đi xem mùa xòe về ngày hội thì giá cái lộ này. Đấy. Đấy, mọi người sân vẫn chưa dựng xong tập duyệt rồi. Đấy. Rất lệ, rất đông vui. Đấy, các cháu đi xem rồi, tất cả mọi người rất đông. Đấy. Đây là đây. Đấy. Đây là gái sáng nè. Các em gái rất đẹp này. Đấy, cô à? Vâng. Đấy. Cô à? Vâng. Vâng. Vì ngày hội lớn của thị xã Nghĩa Lộ, mọi người tham gia không công, mọi tầng lớp của xã hội của thị xã Nghĩa Lộ tham gia rất đầy đủ, rất đông vui. Đây, mấy cô gái Thái đẹp quá nhỉ. Đấy. Chào nhá. Đây, khán giả cũng đang vào sân rất là đông. À, thôi nhá, kênh Sơn Côn Nghĩa Lộ hôm nay đưa cho các bạn xem hậu trường của việc mọi người tham gia múa xòe là như thế. Xe để đông kín luôn. Đây là mới là những ngày buổi tập thôi. Vì ngày hội lớn của thị xã Nghĩa Lộ, mọi người đều tham gia không có công hết. Từ người tập đến mọi người, ổn định an ninh các thứ rất đông vui. Tắt anh ấy.